Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. XZ10-209 siêu phẩm bảo đèn xa quà gây thức tỉnh cái làng xe độ Việt Nam. Độ XZ10 với cái dàn chân phân khối lớn ở Việt Nam ngày càng nóng dần lên rất nhiều. Tất cả bản độ đều được thừa hưởng từ dàn chân phân khối lớn mà ta từng thấy trên những mẫu như Yamaha R6, R1 hay Ducati, KTM vân. Tương tự như vậy, hôm nay chúng tôi muốn tiếp tục gửi đến các bạn xem tiếp cái chiếc XZ10-209 độ đến từ Baker Phú Nguyễn, đến từ Cần Thơ, với dàn chân thừa hưởng từ người Anh Ducati Evo và Ducati Panigale 1299. Đi kèm đó là bộ áo được sơn Airbus, mang những góc ảnh cái chú bố đen xa qua đầy hung tợn. Và chúng ta cùng xem chi tiết bên dưới nha. XZ10 là một trong những mẫu xe thành công nhất của nhà Yamaha. Ngoại hình được hưởng ứng mạnh mẽ từ những người tiêu dùng bởi bóc dáng thể thao, động cơ mạnh mẽ, thì nó còn sở hữu nhiều cái yếu tố để những biker gửi gắm cái niềm đam mê của mình bằng những bản độ chế. Các bản độ dần dần được xuất hiện ngày càng rất nhiều. Mỗi bản độ là một cái niềm đam mê, là những ý tưởng táo bạo, cũng như là những điều phá cách từ mặt ngoại hình cho đến phần động cơ. Đặc biệt là trào lưu độ những bộ phận như gấp, cuộc hay là mâm phân khối lớn ngày càng xịn nhiều hơn. Để khiến người xem hình dung dễ dàng hơn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về một cái chiếc XZ10-209 độ đến từ Baker Phú Nguyễn, ngụ ở Cần Thơ. Được biết đây là cái chiếc XZ10-209 đầu tiên độ cái dàn chân phân lớn thừa hưởng từ người đàn anh Ducati Evo và Ducati Panigale 1299. Đi kèm với đó là bộ áo được sơn công nghệ Airbus, mang những ảnh cái chú đen xa qua đầy hung tợn. Thời gian hiện cái bản độ hoàn chỉnh được chủ xe tiết lộ khoảng 3 tháng. Tất cả đều được cái sự chạm tay vào những cái workshop độ xe tên tuổi nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh như là AB Medical, hiện chế mũ AB Ross vân. Số tiền thực hiện cho cái bản độ này ước tính là hơn 300 triệu đồng. Một con số là không hề nhỏ được anh chủ xe mạnh tay chia ra để hiện cái bản độ này. Anh Phú Nguyễn cũng là không ngần ngại chia sẻ đến chúng tôi. Đây là cái chiếc XZ10 thứ 8 mà chơi từ trước nay. Tôi chỉ chơi duy nhất một cái mẫu xe là XZ10 của nhà Yamaha. Độ nó là niềm đam mê của tôi. Một bản độ mà tôi hiện là cả quá trình dài, bỏ ra từ thời gian cho đến tiền bạc. Chắc có lẽ đây là chiếc thứ 8 mà tôi đã tâm đắc nhất, bởi là phiên bản mới cũng như nó đã gắn bó với tôi trong một cái chuyến đi xuyên Việt 3.500 km do Yamaha Motor Việt Nam tổ chức trong cái tháng 11 vừa qua, với cái khẩu hiệu nói vòng tay lớn Exeter Touring. Tôi cũng đã cùng với cái chiếc xe này trải qua đầy đủ những cái địa hình, điều kiện thời tiết khác nhau, từ những cái con đường mưa như nước trút ở miền Nam và cái nắng nóng như thiêu như đốt ở miền Trung, cho đến những cái lạnh thấu xương từ miền Bắc. Sau chuyến đi thì tôi đã hiện cái bản độ này để mọi người cùng gọi nhau là cái chiếc siêu phẩm XZ10-209. Như tiêu đề đã nói đến, cái chiếc xe này đã được độ phong cách là bảo đèn xa qua, với những góc ảnh chú báo đốm mang hàm răng là sắc bén, được hiện trên cái phần yếm trước, ốp lườn sau, chủ yếu là cái bộ da đốm đặc trưng của lò báo đi kèm cái tên chủ xe là anh Phú Nguyễn City. Bộ áo được sơn Airbus được thực hiện tại AB Medical, thời gian gần 3 tháng. Có thấy từng chi tiết trên một áo được khẳng định cái sự tỉ mỉ, rất nhiều loại nghệ hình nghệ thuật có thể so sánh được. Do sơn Airbus được sơn bằng công nghệ súng nên đòi hỏi cái sự khéo léo và tay nghề cao từ người thợ sơn, cũng như những kỹ năng như là tẩy khói, tạo chiều sâu vân. Và bên cạnh đó thấy được một loạt món đồ chơi kiển hiện đại như là Rainbow, Nitron có mức giá cực cao, vân. Nhiều chi tiết khan hiếm cũng được trình cho những chiếc phân khối lớn đình đám, xuống như là cái mầm của Ducati Evo, cấp của Ducati Panigale 129 vân. Và chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn về phần hiệu năng, cũng như cái sự nâng cấp này qua những gì, quá trình hiện, có gì khó khăn hay không. Tất cả sẽ được giải đáp cụ thể ở clip bên dưới đây. Dù đã đổi rất nhiều chi tiết, nhưng anh Phú Nguyễn đã chia sẻ muốn giữ lại cái phần đầu nguyên bản từ nhãn sức, bởi nó là cái điểm nhấn cho cái XZ10, cái bản mới nhất 2009 trong thời điểm hiện tại, được độ như thế này. Cái cụm đèn trước với kích thước là nhỏ, thiết kế cũng rất ngầu, đặc biệt là chuyển sang ứng dụng là cái công nghệ LED thay cho cái loại halogen đời trước. Khá tinh tế,
khi cái phần trung tâm của chó đèn được độ xenon bên trong, tích hợp cái vòng thiên thần cho ánh sáng rực rỡ đầy hung tợn, cũng như tăng cường thêm ánh sáng tối ưu trong những chuyến đi đêm. Mặt nạ được chế mũ lại khiến chiếc xe trở nên thể thao hơn trong một góc nhìn, đặc biệt là cái phần khe hấp gió vừa làm kiển mà còn giảm nhiệt hiệu quả hơn trong cái lấy gió tự nhiên. Cánh trái được trang bị cái cụm tay con của Rambo Grip. Thì bên phía còn lại là cái cụm tay thắng của Rambo Costa, một cái phiên bản mới nhất của là Assassin 19 hiện nay. Cả hai đều mang cái lực bóp cũng rất nhiều nhẹ, tác động mạnh đến cái vị trí cái cần truyền tải, tạo một cái lực phanh dứt khoát cho cái độ ổn định cũng như thực hiện những cái bước sang số linh hoạt hơn. Gia tốc nhanh hơn thì việc trang bị cái cụm tăng Domino là điều rất cần thiết, với cấu tạo bên trong được rút ngắn hành trình dây ga cho chiếc xe bay nhanh hơn. Hai phía tay lái lắp đầy khoảng trống thô sơ bao tay Spider kết hợp cùng với gù Rambo cấu tạo từ nhôm CC nguyên khối sắc nét. Cái độ chịu chi cũng như là cho cái nhìn hầm hố đến người xem thì được hiện rất rõ qua bộ phục upside down tháo xe phần lớn. Nếu như ở những bản độ khác giữ nguyên cái kích thước của phục và bắt buộc phải khoét cái phần nhựa ngay ở vị trí mặt nạ để tạo khoảng trống phù hợp để xây chuyển làm mất đi cái sự thẩm mỹ, vì khoét nhựa là quá nhiều, thì ở bản độ này anh rất mạnh tay cắt luôn các phần ti phục, làm lại dầu lại, sau đó xin xì cái giảng ba nguyên khối kích thước phù hợp với cái ti phục. Việc hiện những bước như vậy không làm thay đổi cái cốc lái quá nhiều. Nếu như bản độ trang bị những lỗ cái cụm phanh áp suất lớn thì không thể thay thế hệ thống heo dầu cho chiếc xe với khả năng phanh là tối ưu nhất có thể. Trong cái bình là cái cặp heo của Rambo M50 đi kèm cùng cái đĩa Rambo 330m chịu nhiệt rất tốt, không làm mất áp suất khi sử dụng cái phanh ở cường độ cao. Cái sự kết hợp hoàn hảo này được kết nối qua những cái bộ chi dây dầu giúp cho việc thực hiện phanh trở nên dễ dàng hơn, có cái độ ổn định và an toàn hơn khi xử lý những cái tình huống phanh cấp. Cái sự liên lạc còn thấy rất rõ qua cái bộ mâm thưởng từ cái Ducati Hero. Qua rất nhiều công đoạn xử lý, nó được gác lên xe cũng rất hoàn chỉnh. Và khá thú vị là nó cũng được sơn Airbus, mang những họa tiết và gam màu hài hòa cùng với bộ áo đen Sakura. Hệ thống cái giảm sóc nitrogen đi kèm của bình dầu, đây được gác lên xe lạch hơn và gắn truyền tải trên cái chiếc Exciter này. Cụ thể cách gắn này lấy ý tưởng từ những chiếc Ducati. Người xem cũng dễ dàng cảm nhận cái sự cứng cáp rõ ở kiểu phục đơn nằm như thế này. Về phần nitrogen thì đây là mẫu phục có tên tuổi đẳng cấp quốc tế, lò xo cũng như cái gam màu xanh nitrogen đặc trưng, đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Phía chân phục có đúp chỉnh vặn ngược lại là nhanh hơn, và ngược là mềm hơn. Lúc đi tour chạy nhanh hơn, vặn vô thêm vài nấc. Tour về ra như cũ, đi phố cho im. Bình dầu rời cấu tạo bên trong chứa hai lớp, lớp dầu và khí tơ. Khí tơ quyết định cái độ nặng nhẹ của cái giảm sóc khi đường truyền tải theo kết cấu chịp nén. Phía sau là những cái điểm nhấn nhá tuyệt vời, cùng với cái chiếc siêu phẩm bảo đen xa qua này là cái sự hầm hổ, cứng cáp, mạnh mẽ, được bộc lộ toàn diện qua bộ cấp đơn hưởng từ người anh đàn anh lớn là Ducati Panigale 129. Để gắn hoàn thiện lên chiếc xe thì đòi hỏi cái sự gia công cũng rất là tỉ mỉ, nhất là việc đo đạc canh chỉnh cho cái độ chính xác cao để lăn bánh nhẹ nhất có thể. Theo chia sẻ từ workshop AB Cross thì mức giá bộ cấp này gần 30 triệu đồng, chưa tính đến những cái chi phí độ ở nhiều công đoạn cũng như những phụ kiện hỗ trợ để gắn hoàn chỉnh lên xe. Song song với cái phanh trước, phanh sau cũng dùng cái thương hiệu của Rambo nhằm tối ưu hóa khả năng đồng bộ trên cả hai thắng với heo của Rambo Blitz, được gắn cũng rất khôn gọn bắt mắt. Thực tế thì những mẫu heo sim theo xe không ai ngược được những mẫu heo của Rambo, bởi phần lưng này hoàn toàn kính, không có cái hở. Đối với dòng là heo của Rambo thì trọng lượng nhẹ, phần lưng của heo có cái chút dự bố, có cái hở, giúp gác rất là khó động vào trong heo sau giải dụng dài, đem đến một cái tiếng rào thét rất là mạnh mẽ và cảm xúc, cũng như gia tăng thêm phần công suất máy. Tải được cái cận cảnh cái dàn ống xả CB1000R, mức giá 20 triệu đồng. Có thấy thiết kế của nó cũng rất dễ dàng nhầm lẫn với thương hiệu của Anabis N1, đi kèm cùng với combo titanium cực đẹp trong từng cục nón nghệ thuật. Ưu điểm của combo titanium là mang lại cái trọng lượng là cực nhẹ, âm thanh thay đổi ở nhiệt độ tăng để thực hiện cái việc sang số dễ dàng và thắng cũng linh hoạt, dáng ngồi thể thao hơn. Thì việc trang bị cái số ghế đơn CC là một điều rất hợp lý.
Một chi tiết hấp dẫn nữa đó chính là cái lốc nội trong suốt. Đây là một cái sản phẩm cũng rất thú vị, giúp ta quan sát được hoạt động bên trong bộ nội. Nó làm ta liên tưởng đến cái chiếc Ducati Panigale và tất cả những chi tiết được cố định thay thế bằng ốc Rinam. Được biết cái mẫu ốc này làm bằng hợp kim titan cao cấp, một chất liệu là siêu nhẹ nhưng rất là chắc chắn, có thể nhẹ hơn cả nhôm và cứng hơn cả thép. Họ ra cái màu sắc của nó cũng rất xảo, tinh tế, giúp tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, là chi tiết nhớ like, subscribe.